Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình trở lại con siêu cút XH65. Hôm nay lên bờ các bạn. Đang múc cái hầm, đào cái đìa nhỏ đó các bạn. Đào đào nhỏ xíu khó đào. Ê hồi vô đây chừng không được nghe, con này lúng nè. Vô hồi chừng lúng luôn đại luôn. Hả? Nói ổng vô chỗ này được không?
đè nhỏ nên tài xế rất là khó khăn.